to my teacher. Ay, voy a rezar. Đừng đụng vô nha, đừng đụng cho em ngồi yên này, em thở lên kìa. To you, happy birthday, happy birthday. Để lấy cái tay nó gối đầu. Cái này dễ chụp ha. Bà đang quay phim, bà lắm dễ sợ. Người đi, rồi đi chơi với thằng Dũng, với lại hai vợ chồng Dũng mỗi đứa thích một cái cây này, đi đâu cũng cứ vậy.